Những năm đầu dân quốc, chính cục hỗn loạn, chính phủ dân quốc bất lực, không thể khống chế cục diện, dẫn đến việc bên ngoài có cường địch đè ép, bên trong quân đội chia năm xẻ bảy, cướp bóc khắp nơi. Các hoạt động gián điệp diễn ra không ngừng nghỉ. Tình trạng như thế cũng diễn ra ở đỉnh núi này. Quân Việt Lâm quốc đóng tách ra từ quân đội. Ông ấy căm hận nhất là bọn xâm lược Nhật Bản, hết lòng chống Nhật, là cái đinh trong mắt của người Nhật, mảnh hổ trang dưới chân núi, là cường hào xưng bá một phương. Ba huynh muội Hồng Báo, Hồng Hổ, Hồng Phụng làm điều ác vô số kể. Hơn nữa còn cấu kết người Nhật tác oai tác quái, ức hiếp bá tánh, không ai không biết chúng là Hán Giang. Nhưng cách mảnh hổ trang 30 dặm có Húc Đình Trấn, là đạo dân Thanh Bình cách ly với thế sự, bá tánh sống chung rất vui vẻ. Cho đến một ngày, chúng ta đã đi qua trấn này chưa? Chưa. Tại sao? Đại ca bảo trấn này rất quái lạ. Có lẽ ông ấy từng đến đó, bảo chúng ta đừng đụng vào người trong trấn. Cái lão già chết tiệt đó càng già càng nhát gan, sao mà không giết hắn được chứ? Ăn cơm xong thì xông vào trấn, cướp tiền, cướp lương thực, cướp đàn bà, hay lắm. Nhìn này, nhìn này, đi ngang đừng để lỡ. Qua đây xem này. Anh Loa nhỏ, chúng tôi hết sữa rửa mặt rồi. Được, có ngay 2 chai. Hay quá, chúng tôi lấy 4 bình. Anh Loa nhỏ, nước hoa. Được. Đến rồi, đến rồi. Bánh bao xíu mại. Bánh bao xíu mại mới ra lò đó. Hay lắm, bánh bao nóng hổi đây. Thơm không? Đương Hồng, anh Loa nhỏ, tặng em một chai sữa rửa mặt hàng Pháp đó. Hay quá, cảm ơn anh nhé. Đừng để chị em thấy. Không sợ. Cái tên Loa nhỏ kìa. Chị đừng. Loa nhỏ, đem giúp anh. Cố lên, dùng sức sẽ ra ngay thôi. Miệng của anh có thể nhét thứ to thế này sao? Đúng vậy. Thì thử cái này xem nào. Loa nhỏ, anh lại đến lừa gạt em gái tôi nữa phải không? Đừng nói bậy. Tôi nói bậy hả? Nhìn một cái là biết ngay. Chị đừng cãi nữa mà. Em coi chừng bị hắn gạt tiền đi. Anh Loa nhỏ, tiêu rồi. Tình tiểu tử thối này còn đến làm phiền Hồng nữa. Có tin ta dùng truy hồn đoạt mệnh âm giết ngươi không? Đi. Anh Loa nhỏ, bà điên, tôi hận cô. Vẫn còn một chai. Hoa Thiên Kiều, Hoa Thiên Kiều, bán cho tôi với giá 1/2 nhé. Đó cũng đâu phải là sữa bột, anh cần làm gì? Kệ tôi, giảm 20%, giảm 1/2, trả cho tôi. Hảo khinh công, chuyện nhỏ thôi, trả lại cho tôi. Giảm 1/2, giảm 20%. Dùng cả bút bê sắt à? Tôi có nắp đồng. Giảm giá đi, nằm mơ. Giảm được không? Không. 1/2, 20% thôi. 40% đi, 30% thôi. Bớt đi, tiền khó kiếm lắm. Giảm 20%, 30%, giảm 40%. Anh nói đó nha, giảm 40%. Trả tiền ngay, ngày mai. Không được, trễ nhất là ngày mai. Thế thì hôm kia. Cảm ơn nhé. Thiên linh linh, địa linh linh, phù hộ cho Phúc Tinh Trấn mưa thuận gió hòa. Người và động vật đều bình an. Xin mời lão thái gia ra.
Xin quẻ vì người dân trong trấn. Hay quá, quẻ thượng thượng. Năm nay Phúc Tinh trấn sẽ mưa thuận gió hòa. Người và thú đều bình an. Thú không bình an, người bình an. Phục vụ ta cho tốt thì mọi người đều bình an. Các người chính là vết nhơ của xã hội, là lưu manh cặn bã của xã hội, giam dầm đủ cả, cưỡng hiếp bà già, ăn cắp tiền sáng của con nít. Người dân Phúc Tinh trấn chúng tôi không sợ đâu. Mọi người bảo có đúng không? Bọn chúng bảo hình như không phải. Tráng sĩ, tôi biết lỗi rồi. Vợ tôi mang thai sắp đẻ rồi. Tôi đi cướp gái. Ông muốn làm gì? Ta sẽ không hứa với người đâu. Cho dù có được thân xác tôi, cũng không có được linh hồn tôi. Ta muốn lấy linh hồn ngươi. Đạo sĩ Thối, muốn chống đối với bọn ta hả? Công phu giỏi không? Công phu tôi tuy không giỏi, nhưng vẫn đối phó được với các ngươi. Người dám đánh ta? Tôi không đánh anh. Anh đừng đánh tôi. Khoái Hoạt Lâm, nơi sản sinh mỹ nhân. Ta phải vào xem mỹ nhân đẹp cỡ nào. Đi. Mỹ nhân. Mỹ nhân. Kêu là gì đấy? Chúng tôi vẫn chưa mở cửa mà. Chúng tôi là bọn cướp, không được làm mỹ nhân của ta sợ. Xin chào. Sắp xong rồi. Ai đá ta? Đại ca, trên mặt anh có dấu giày. Ai đá vậy? Xem vậy của họ là biết ngay thôi. Thông minh đó. Mau dỡ chân lên. Giống không? Giống. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Có chuyện gì đấy? Chưa nghe nói đến chiêu của Đại Ngọc ta mà dám hành tẩu giang hồ à? Giết chúng cho ta. Giết. Người dám đánh đại ca ta à? Giết. Xin lỗi, quên hai mũi khâu. Anh thợ may, phải giao hàng trong 7 ngày nhé. Nếu không, tôi không trả tiền đâu. Sợ quá, có cướp kìa. Cứu tôi với, lần này chết chắc rồi. Đi mấy người đấy? Cướp hả? Tôi sợ quá. Ai không muốn chết nào? Đúng thế, ai không muốn chết, giơ tay lên. Ngay cả tiệm mạch ký mà cũng dám đến làm loạn à? Hết chuyện làm rồi hay sao mà đi làm cướp? Làm cướp này. Bọn thổ phỉ này chán sống rồi. Không biết đến giang hồ thất quái bọn ta sao? Quy tắc cũ. Chúng tôi gọi xe rồi. Bọn chúng là cao thủ võ làm cái thế. Chúng biết hấp mô công. Hàng lông thập bát chưởng, bạch cốt trảo, lợi hại lắm.
Mau tìm Bạch Cốt Âm Dương Hiệp đến đối phó với chúng đi. Đừng trói tôi. Xin chào. Muốn chết hả? Cậu không mau đi làm việc. Làm việc thôi. Làm gì đấy? Buổi tối rảnh không? Rảnh thì sao? Tôi muốn hẹn cô ngắm trăng điên hả? Hôm nay mùng 1 ngắm trăng gì hả? Không ngắm trăng thì ngắm mông vậy? Chán sống hả? Ngắm trăng thật mà. Còn có bánh trung thu ăn nữa. Tiết Thành Bình qua rồi, ở đâu có bánh trung thu vậy? Năm ngoái còn dư nhiều lắm. Để lần sau nhé. Không dùng âm ba công nghĩa là còn cơ hội. Anh cũng thấy thế à? Xin lỗi. Anh đẹp trai. Các anh đi đâu đấy? Chúng tôi đến mảnh hổ trang. Nhưng trời sắp tối rồi. Hay là đến chỗ chúng tôi ở một đêm, ngày mai mới đi? Không cần đâu, chúng tôi đang vội. Nhìn kìa, xe ngựa đẹp quá. Cô ấy là tiểu công chúa của Lâm soái trưởng. Cô không biết à? Cô ấy là đến mua đồ ăn à? Các cô không biết sao? Cô ấy là người tình trong mộng của anh thợ may. Thật hả? Có người đẹp kìa. Các người mới đến đây hả? Chúng tôi đến mảnh hổ trang bằng chuyện làm ăn. Mảnh hổ trang rất nguy hiểm, các người nên cẩn thận. Cảm ơn cô nương đã nhắc nhở. Tôi tên Lâm Tuyết Nhi, anh tên gì? Tôi tên Lạc Thiên. Lạc Thiên, hẹn gặp lại. Tiểu thư, có nhiều người xấu lắm, chúng ta phải cẩn thận. Đúng thế tiểu thư, nhưng tôi thấy họ không giống người xấu. Anh tợ may, người tình trong mộng của anh đến rồi kìa. Tôi muốn may quần áo cho cô ấy quá. Anh xem cái đầm của người ta đẹp chưa kìa. Để anh may hả? Được, còn lâu đó. Đừng khóc. Được rồi, về uống sữa nhé. Có cố gắng sẽ có hy vọng. Cái này tươi lắm, cô mua thêm vài cái nữa nhé. Mua nữa nhé. Tôi sẽ lấy hết đống này. Trời xanh đẹp quá, anh mau xem này. Nắng quá. Ánh nắng mặt trời tốt lắm. Đừng phơi nữa, coi chừng đen đó. Anh Loa nhỏ, cái hồ đẹp quá, đẹp thật. Đẹp thật hả? Đẹp lắm. Cái gì đẹp hả? Hạt ngô đẹp. Hạt ngô nè. Bà chằn. Anh sao thế? Tôi đau quá, tôi bị tàn phế rồi. Đưa cho anh ta 20 đồng. Tiểu thư, không cần phải nhiều thế đâu. Bảo người đưa thì cứ đưa đi. Cảm ơn, cô tốt quá. Cái đầm đẹp quá. Tiệm may tứ ca, giá cả hợp lý. Tìm địa chỉ mà cô ấy may đầm. Lần sau tôi may áo sẽ đến đó xem thử. Dân, người đẹp. Mau lên. Người đẹp. Mau lên. Người đẹp. Làm gì hả? Đàn ông à. Này, anh có âm mưu với tiểu thư nhà tôi phải không? Không có âm mưu gì cả. Đánh hắn. Đừng mà, cứu tôi với. Các người sao thế? Hắn ta... Anh là người đẹp lúc nãy à? Tôi chỉ muốn gây sự chú ý cho cô. Tôi là thợ may. Tôi muốn may áo cho cô miễn phí. Thế thì không được. Tại sao anh lại muốn may áo cho tôi? Cô là người mẫu đẹp nhất mà tôi từng gặp. Quá khen rồi. Chào thím bảy, bà tám. Hình như mọi người ai cũng vui cả, không ai có phiền muộn gì. Bởi vì chúng tôi đều tri túc thường lạc. Đúng là tin xấu, nhưng cũng có thể xem là tin tốt. Như thế tôi sẽ có thêm thời gian nấu món ngon cho bố tôi. Theo tin tình báo, mảnh hổ trang đã hợp tác với Nhật, biến chỗ này thành trung tâm tình báo Nhật. Nữ gián điệp Hắc Trạch Thanh Tử 2 ngày nữa sẽ đến. Chúng ta phải mau chóng lại được bản danh sách.
Ngay khi trời tối, chúng ta sẽ lẻn vào đó ngay. Không được, hay là đợi anh Lạc Thiên đến rồi cùng hành động. Hai ngày nữa, anh ấy mới đến, tôi sợ không kịp. Mọi người cẩn thận là được, đi thôi. Hắc Trạch tiểu thư đại giá quang lâm, không đón tiếp chu đáo, xin thông cảm. Mục đích của tôi đến đây là giải quyết Lâm Quốc Đống. Cái lão mập đó thật khó đối phó, cứng đầu, võ công cao. Tôi đã thử qua nhiều lần rồi, đều không tìm được cơ hội. Mua chuộc được thì mua chuộc, không được thì giết. Hình như có người đến tìm anh. Đúng là trung tâm tình báo của Nhật. Tìm thấy rồi, danh sách điệp viên của Nhật. Cấp trên đang muốn tìm thứ này. Phương Hân, cô hãy giữ kỹ. Có văn tế, bao vây chúng đi. Xem các người còn có thể chạy đi đâu nữa. Các người chạy trước đi, cẩn thận. Mau chạy đi. Thông báo, sợ rồi hả?
Hay lắm. Đại cục Lâm Trọng, mau chạy đi. Hắn đã trúng phi tiêu và độc chưởng của tôi. Không chạy xa được đâu. Đuổi theo. Tiểu thư, cô đang nghĩ gì đấy? Tôi nghĩ ngày mai lúc bố tôi về nên làm món gì cho ông ấy ăn. Đại soái thương cô như thế, cho dù cô nấu món gì ông ấy cũng rất thích. Từ khi mẹ mất, bố rất tội nghiệp, không ai chăm sóc ông ấy cả, cho nên tôi phải thay mẹ chăm sóc cho bố. Các ngươi làm gì thế? Bên ngoài có tiếng gì thế? Hãy để tôi ra xem. Hồng Hổ, người bị điên rồi hả? Nhà của Lâm soái trưởng mà cũng dám đến gây sự à? Chúng tôi là người dân lương thiện, có người ăn cắp đồ của chúng tôi trốn ở trong đó. Thế chúng tôi phải làm gì đây? Dớ dẫn, chỗ chúng tôi sao có cướp chứ? Thế thì phải để bọn tôi vào trong kiểm tra mới biết. To gan, người nhà của Lâm đại soái đang ở bên trong, sao để các ngươi làm loạn được? Các người chạy đến nhà ta làm gì? Cút hết! Lâm đại soái, Thạch Nguyên tiên sinh đang chờ câu trả lời của ông đấy. Thật hả? Điều kiện ông ấy đưa có thể nuôi tôi hai đời. Thế chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi. Đứng yên! Ta nói cho người biết, cả đời tôi cái gì cũng dám làm, chính là không dám làm hán gian. Cút! Xảy ra chuyện gì thế? Lạc Thiên, anh không sao chứ? Không được vào. Bố đi mà. Bố cũng không được vào. Con đang tắm mà. Thế còn là gì thế? Lúc nãy con vô ý trượt chân té. Cẩn thận đó. Hồng Bảo nói lý do hắn đến đây là gì? Hắn bảo có kẻ trộm đã lấy đồ của hắn trốn trong đây. Nói bậy. Kiểm tra khắp nơi đi, kẻo có người vào đây thật. Rõ. Đi thôi. Nào, từ từ thôi. Nằm xuống đi. Anh tỉnh rồi hả? Sau lưng tôi bị trúng phi tiêu. Cô để tôi nằm như thế, sao tôi không tỉnh cho được? Xin lỗi nhé. Tôi phải làm sao giúp đây? Giúp tôi nhổ cái phi tiêu đó ra, cầm máu, khử trùng, băng bó. Được. Cho tôi thuốc chống viêm. Còn tắm xong chưa? Rồi. Thì bố vào nhé. Bố ơi, có việc gì thế?
Không có chuyện gì đâu. Ta sợ có người xấu lẻn vào thôi. Bố làm gì có ai dám gây chuyện với nhà ta chứ. Bố nghỉ ngơi sớm đi. Cũng đúng. Con lớn rồi. Đúng thế. Con lớn rồi mà. Không, con dài ra mới đúng. Bố cứ đi suốt không nhận ra con nữa. Bố ra ngoài đi, con giận bố rồi. Sao trên mặt còn có phản ứng, còn chân thì không có vậy? Có mà, chỉ là phản ứng chậm một tí thôi. Được, con nghỉ ngơi đi nhé. Có việc gì cứ la lên. Mình ơi, Tuyết Nhi đúng là lớn rồi. Dưới mền của nó nhất định là một người đàn ông. Mình muốn tôi phải làm sao đây? Từ khi mình rời xa tôi không có nhiều thời gian ở bên nó. Nhưng mà bây giờ tôi có nên lật tẩy nó không? Hay là mặc nó? Nếu như tôi kéo tên tiểu tử dưới chăn ra thì nó sẽ hận tôi cả đời. Cái gì? Mình bảo tôi mặc nó hả? Tức là bảo tôi giả vờ không thấy gì cả. Đúng thế. Chúng ta phải để Tuyết Nhi vui vẻ. Mình à, mình nói đúng. Tôi sẽ nghe lời mình. Anh đợi tôi một chút, tôi đi tìm thuốc. Giờ tôi phải làm gì đây? Cắt ra. À, cắt ra. Phải khử trùng. Khử trùng. Khử trùng à? Anh thấy đỡ hơn chưa? Đỡ rồi.
Nhưng anh không thể ở lại nơi này. Nếu bố tôi phát hiện sẽ phiền lắm. Soái trưởng, đi theo tiểu thư. Rõ. Đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng, anh ngồi xuống trước đi. Cậu đem người này đến đây làm gì? Bọn họ bảo việc liên quan đến sinh bệnh lão tử thì cứ đến tìm ông. Ông hãy cứu anh ấy đi, để tôi xem. Đạo trưởng, hãy cứu lấy anh ấy. Đúng thế, việc liên quan đến sống chết đến tìm tôi là đúng rồi. Nhưng anh ta nửa sống nửa chết thì cô đến tìm tôi làm gì? Thế tôi phải đi tìm ai đây? Giao anh ta cho chúng tôi là được. Giao cho cô à? Không yên tâm giao anh ta cho chúng tôi sao? Chỉ cần là đàn ông thì chúng tôi đều trị được. Xảy ra chuyện gì thế? Sao vậy? Anh ta sắp không chịu nổi rồi. Anh hãy mau cứu anh ta đi. Anh ta là ai? Anh đừng quan tâm. Nhưng nếu như anh ta chết thì tôi không quan tâm anh nữa. Bị thương đến nông nỗi này chỉ có chị Na mới trị được. Chị ấy làm được không? Chị ấy có một viên hoàng hồn đơn vô địch thiên hạ, có thể trị bách bệnh, nội thương, thận yếu, mụn nhọt, bí tiểu, bệnh về da, chân thối. Chứ cần chưa chết là có thể chữa. Thế chúng ta mới đến tìm chị ấy. Làm gì dễ thế? Thuốc đó là của hội môn của chị ấy. Có chết cha chưa chắc gì chị ta chịu đem ra. Tôi có thể mua. Nếu như tôi bị thương như thế, cô chịu đưa bao nhiêu tiền? 100 đồng. Còn anh ta? Bao nhiêu cũng được. Có tiền cũng không mua được đâu. Thế phải làm sao đây? Chỉ có một người có thể giúp cô. Ai thế? Vào lúc nguy cấp thế này mà còn đem theo con này à? Chuyện dài dòng lắm. Đợi lát nữa khách biết. Xuống đi. Biết rồi. Nắm chặt dao, tôi biết rồi. Thứ trên ngực chị ta là hoàng hồn đơn. Xuống thêm tí nữa. Xuống chút nữa. Hết dây rồi. Loa lớn. Loa lớn, xuống đây. Ở dưới này vui lắm. Xuống lấy đồ này, mau lên. Mau xuống đây. Nghe lời đi, có chuối ăn nè. Mau xuống đi, ngoan nào. Nếu không, tao đánh mày đấy. Mau lên. Nhện kìa. Giỏi làm cao thủ mà còn sợ nhện hả? Ngoan nào, đừng đùa nữa. Mau xuống lấy đi. Thật uổng công nuôi mày. Nhện kìa. Còn bảo là giỏi làm cao thủ không được sợ nhện. Cố lên nào, huynh đệ. Tại sao chúng ta được ưa thích vậy? Bởi vì chúng ta quá đẹp trai. Là tiểu tử nhà ngươi. Ngươi đang làm gì thế hả? Tôi yêu cô. Tôi biết ngay mà.
Hèn gì mà cả ngày anh cứ đến tìm Tiểu Hồng, nhưng lại lén lút nhìn trộm tôi. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ rồi. Tôi xinh hơn Tiểu Hồng nhiều, không lý do gì anh cua nó mà không tán tôi. Tôi còn tưởng đầu óc anh có vấn đề nữa. Thì ra anh xấu như vậy. Đúng rồi, tôi cũng biết tôi sai. Tôi biết sai rồi. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn cô. Giờ tôi đi đây. Không được. Như thế tôi và anh sẽ rất đau lòng. Thế phải làm sao đây? Hay là sau này chúng ta lén lút hò hẹn? Buổi sáng anh yêu đương với Tiểu Hồng, buổi tối... Được không? Anh có vui không? Vui. Có thích không? Thích. Thật là oan nghiệt mà. Hồn cái đã nào. Chị sao ồn ào thế? Chị gì chứ? Anh loa nhỏ. Sao lại ở đây? Anh chán sống rồi hả? Dám đến cua em gái tôi. Chị đừng đánh nữa. Nửa đêm nửa hôm đến cua em tôi. Anh chết đi. Chị đánh chết anh loa nhỏ của em rồi. Chị trả anh loa nhỏ cho em. Em cũng không muốn sống nữa. Sau này hai người không được gặp nhau vào buổi tối nữa. Buổi tối anh ta phải đến chỗ chị. Nếu như anh ta dám đến chỗ chị sẽ đánh anh ta đến chết mới thôi. Em biết rồi. Ôi cục cưng của tôi. Wow. Anh không sao chứ? Không sao hả? Anh thử xem. Viên đơn đâu? Tôi còn sống là may lắm rồi đó anh hai. Thế mạng của anh chàng thư sinh thì sao? Cục cưng. Anh sao thế? Anh ta bị cô làm đứt kinh mạch. Chết chắc rồi. Cô xem kìa. Không sợ. Tôi còn viên hoàng hồn đơn, có thể cải tử hoàn sinh. Mau đem về uống từ từ. Không được, phải uống ngay, sẽ khỏi thôi. Tôi khỏe rồi. Sao lại khỏi nhanh như vậy? Chúng ta đi đá banh đi. Được. Chúc ngủ ngon. Tối thế này mà còn đi đá banh nữa hả? Sao anh ấy vẫn chưa khỏi thế? Được rồi, cô yên tâm về đi. Ngày mai bọn tôi trả người cho cô. Thế thì làm phiền mọi người. Hoàng hồn đơn chỉ dùng để giữ tính mạng. Nếu như muốn cứu anh ta, nhất định phải dùng công ép độc ra ngoài. Được rồi, đã làm thì làm cho trót vậy. Năm người chúng ta liên thủ, dẫn khí ép chất độc ra ngoài. Ngọc Ngọc, thật ra tôi rất thích cô. Nhưng mà tôi rất hay ngượng ngùng, không biết phải bộc bạch thế nào với cô. Tôi vừa già lại vừa nghèo, chỉ có trái tim muốn đem lại hạnh phúc cho cô. Tôi không ngại cô là bà chủ kỹ viện, hy vọng cô cũng đừng ngại tôi là một lão già chết tiệt. Sau khi cô đọc xong bức thư này, nếu không thích cô hãy đem bỏ, nếu thích thì hãy bật đèn xanh cho tôi. Mãi mãi yêu cô, Giáp Ất Bỉnh Kính Thư. Viết thư tình hả? Thật đó. Vậy cơ à? Chẳng lẽ họ biết mình viết thư cho Đại Ngọc? Giáp Ất Bỉnh, tôi có việc muốn nói với anh. Người đâu kỳ lạ vậy? Anh khóc gì thế? Tôi thấy ánh mắt của Tuyết Nhi nhìn Lạc Thiên. Tôi biết, tôi hết hy vọng rồi. Được rồi,
khi anh thích một cô gái, anh muốn anh vui hay muốn cô ấy vui? Cô ấy vui. Anh đã cứu mạng anh chàng đẹp trai đó, Tuyết Nhi nhất định sẽ rất vui. Thật đó. Nhưng còn tôi thì sao đây? Anh đừng khóc nữa có được không? Làm tôi cũng muốn khóc theo luôn. Đối với mặt đương hồng, mặt đương na, tôi không biết phải làm sao nữa. Nhất định là công phu học được ở núi Brockbeck rồi. Tiểu thư, cả đêm cô không về, cô đã đi đâu thế? Chúng tôi rất lo cho cô. Bố tôi đâu? Ông ấy đang tiếp khách ở thư phòng. Bố, tối qua con, vị này là... Nó là con gái tôi, Tuyết Nhi. Cô đẹp như mẹ cô vậy. Vị này là... Tôi là con gái của trấn trưởng Nhiếp Gia Trấn, nơi đó thổ phỉ hoành hành. Tôi đến nhờ bố cô giúp đỡ. Con vào bếp trước đi. Chút nữa bố vào nấu cơm chung với con. Được. Tình cảm của anh và con gái tốt quá nhỉ. Anh loài nhỏ bảo cứu tên kia thì Tuyết Nhi sẽ rất vui. Tuyết Nhi vui thì mình sẽ vui. Nhưng sao bây giờ tôi lại khó chịu thế? Thất tình thật đau khổ. Anh tưởng chỉ mình anh mới đau khổ sao? Chỉ có anh mới biết thất tình à? Anh thì biết gì? Đã từng yêu sao? Đã thất tình rất nhiều lần rồi. Không nhìn ra đấy. Lúc tôi còn trẻ, có rất nhiều cô gái trẻ đẹp chết trong tay tôi. Bọn họ còn đặc biệt danh cho tôi là Thái Phan An. Sao bọn họ lại lừa dối anh như thế? Sau đó tôi thoái ẩn giang hồ đến nơi này, mới tìm được tình yêu đích thực của đời tôi. Ai thế? Nói nghe xem. Thì là... Ngọc Ngọc đó. Đại Ngọc tỷ hả? Nhưng tôi nghèo, sao xứng với người ta chứ? Thế anh đã bộc bạch chưa? Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối. Nhát gan quá. Thế còn anh? Sao anh không đi nói với Tuyết Nhi là anh yêu cô ta? Tôi sợ bị từ chối ngay tại mặt. Chúng ta quá những kẻ thất tình khốn khổ ở đời này. Thất tình quá thật rất đau khổ. Hay anh giết tôi đi. Anh giết tôi trước rồi tôi giết anh sao? Tôi giết anh thì sao anh giết tôi được? Hay chúng ta nghĩ ra một cách chết chung với nhau đi. Được, đến nhà anh nghĩ cách. Được. Lạc Thiên. Anh đẹp trai. Trời sắp tối rồi. Chỗ chúng tôi có sẵn thức ăn ngon, gái đẹp. Có muốn vào không? Không cần đâu. Nhưng tôi muốn hỏi thăm. 3 ngày trước ở đây có 4 người đàn ông đi qua đây, bảo là đến mảnh hổ trang không? Chúng tôi không biết, nhưng có thể giúp anh nghe ngóng. Ngọc tỷ, dưới đó có một người đàn ông hỏi thăm như 4 người đàn ông hôm trước đi mảnh hổ trang. Có kỳ nào là bạn của anh ta không? Nói nhỏ thôi. Nếu như là người của mảnh hổ trang, cũng có thể giả vờ là bạn của anh ta. Nhưng anh ta rất đẹp trai, không giống người xấu chút nào. Cô vẫn chưa bị đàn ông lừa đủ sao? Ngọn gió nào đưa anh chàng đẹp trai đến đây vậy? Tôi chỉ muốn tìm 4 người bạn của tôi. 4 người đó tôi chưa gặp. Nhưng ở đây có 4 người đẹp. Hay là anh ở lại đây nghe ngóng xem. Nói không chừng sẽ có kết quả đó. Không cần. Để tôi tự nghe được rồi. Đi thôi. Tôi dùng cái này đâm vào phổi anh. Tôi dùng cái này cắt cổ họng anh. Tôi dùng cái này cắt đứt động mạch của anh. Tôi dùng cái này cắt nát ruột anh. Như thế nhất định sẽ chết. Đúng thế, chết là cái chắc. Nào, lùi ra sao? Thank you.
không chết được. Đến cả kiến còn muốn sống. Tại sao hai vị lại tìm con đường chết? Mặt mới gì đến anh? Chúng tôi có bảo tự sát hả? Không có. Thì đó. Nhưng toàn thân hai người đều là. Chơi không được hả? Ăn đồ Tây thôi. Mới từ quê lên hả? Ăn bò bít tết chưa? Ra tay đi. Cô đến giúp tôi hả? Đúng thế. Nhưng mà phải trả tiền đó. Tình tiểu tử này làm gì thế? Anh ta nhìn trộm bọn tôi tắm. Hai vị đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn tìm một người bạn bị mất tích. Nếu có đắc tội, tôi xin lỗi trước. Chàng trai trẻ, người có cốt tinh trấn, không dễ bị ức hiếp, nhưng cũng không ức hiếp người khác. Anh đi đi. Hẹn ngày tái ngộ. Anh Thiên Kiều, sao lại để anh ta đi vậy? Tôi còn chưa đánh đã mà. Anh ta có nhìn trộm hai người tắm hả? Có. Sao hai người lại tắm chung? Tiết kiệm nước. Tiết kiệm nước à? Gớm quá. Đại Ngọc, cô hiểu lầm rồi. Cô hiểu lầm rồi. Tại sao không chết được vậy? Hưng Tẩu à, sao bố tôi không xuống ăn cơm vậy? Cô đợi thêm chút nữa đi. Ông ấy đang ở trên lầu nói chuyện với Nhiếp tiểu thư. Nhiều món ăn như thế, chẳng lẽ mình tôi ăn à? Tôi say rồi. Nhanh thế sao? Tử lượng của đại soái tốt quá. Đây là gì thế? Nhảy với tôi một bài nhé. Tôi không biết nhảy. Tôi dạy cô. Đưa tay đây. Cô, đây là kim châm độc làm tê liệt thần kinh, độc tính sẽ phát tán ngay thôi. Ông có nhổ cũng vô ích thôi. Ông sẽ phải nghe lời tôi thôi. Soái trưởng, đội trưởng Chu, anh muốn tạo phản hả? Ông nói đúng. Đội trưởng Chu sớm đã là người của bọn tôi rồi. Bố, đẩy tủ ra. Bố, mau chạy đi. Tránh ra. Hưng Tẩu, mau đuổi theo cô ta. Rõ, thưa tiểu thư, Trạch Thanh Tử. Người trong Phúc Tinh Trấn đều mang võ công tuyệt kỹ. Tại sao tính cách lại xa lánh chuyện trần thế? Có võ nghệ như vậy, sao lại cam tâm ở một thôn nhỏ như thế? Chẳng lẽ sợ bọn Nhật? Cẩn thận. Thả tôi ra. Thả tôi ra.
Tiểu thư, tiểu thư. Cô không sao chứ? Cảm ơn. Anh tên gì thế? Tôi tên Lạc Thiên. Anh tên Lạc Thiên à? Tôi có quen Lạc Thiên. Cô đã gặp họ rồi à? Anh ấy bị thương. Tôi đưa anh ấy đến Cúc Tình Trấn chữa trị rồi. Chúng ta đến đó xem sao. Được. Cục cưng, cục cưng, hẹn người ta đi dạo phố sao chả thấy bóng dáng ai cả. Cục cưng, chết tiệt, trốn như thế cũng không phải là cách. Hồng, đã đóng cửa rồi. Hồng, anh là anh đây. Xoay qua đây. Anh thợ may, em tôi đến thăm tôi. Anh cút đi. Sao anh lại ăn mặc như thế? Chị của em tìm anh khắp nơi, bảo chúng ta là... Em mặc kệ, em sẽ nói với chị em lấy anh thôi. Cái gì mà cứng vậy? Chén. Chị em đến rồi. Vậy làm sao đây? Trốn đi, trốn vào đó đi. Vào lưu trốn đi. Đừng bỏ dép lung tung chứ. Tức chết được. Tên tiểu tử chết tiệt đi đâu rồi? Chị, trễ thế mà còn chưa ngủ à? Làm gì thế? Em đang chơi trốn tìm. Với ai? Anh loa nhỏ. Loa nhỏ? Anh ta đến rồi à? Không có. Ở đâu hả? Không biết anh ta ở đâu nữa. Hay là đi về rồi? Kệ đi. Tại sao thế? Tại sao muốn chết mà không để cho mình chết? Loài nhỏ có thể ra được rồi. Hồng, có chuyện gì thế? Tôi xem anh là chị em tốt của tôi. Tôi nói cho anh nghe, anh phải giữ bí mật cho tôi. Tôi giỏi nhất giữ bí mật. Bỉnh nhìn trộm cô tắm, Ngọc lấy trộm bạo ngư của cô. Anh thợ mày bảo cô dáng xấu. Tôi đã nói với cô như thế chưa? Anh kín miệng thật. Tất nhiên rồi. Thật ra tôi lớn thế này vẫn chưa hôn ai hết. Tôi muốn anh dạy tôi. Bây giờ hả? Huynh đệ, tôi đâu có muốn hôn anh. Thế cô muốn gì? Nói thật, tôi với loa nhỏ đặt hẹn hò. Chúc ngủ ngon. Này, trả tiền. Làm gì đây? Tôi không biết anh ta biết là tôi không có kinh nghiệm đó. Dạy tôi đi. Cô không đọc sách hả? Trong sách có dạy mà. Cách hay nhất chính là hôn thì đứng yên, không nhìn, im lặng. Không hiểu. Để tôi dạy cô. Tặng cho anh nụ hôn đầu hả? Lỗ chết. Có giấy không? Dùng giấy ngăn là được. Có giấy không? Hôn thì đứng yên. Tức là lúc anh ta hôn cô cứ chu mỏ và đừng động đậy. Không nhìn tức là cô nhắm mắt lại tận hưởng quá trình này. Im lặng tức là không nói mà là chu mỏ nói. Và lúc vui nhất thì viết chữ với anh ta. Dùng đầu lưỡi viết. Cô viết cho anh ta viết cho cô. Có phải như thế không? Thế mà cũng viết được hả? Cô có phải là người không? Tôi rất yêu anh. Không. Làm kẻ xấu. Lương Hồng, chị đói quá. Thím ở đây làm gì vậy? Tôi, loa nhỏ đây. Loa nhỏ hả? Im lặng. Nhìn này. Tôi muốn làm kẻ xấu. Cô ta chết chắc rồi. Tiêu rồi. Tôi đang cởi cái áo đầu tiên của cô ta. Đi. Chỗ này.
Quần áo của cô ta đã bị lột sạch, không còn gì cả. Cô ta đã mặc lại áo rồi. Chỗ này, nhanh lên. Hồng, đứng dậy đi, không sao đâu. Về nhà. Xảy ra chuyện gì thế? Ngày mai chị sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng. Chỉ cần làm theo thủ tục là được. Chị, tại sao mặt chị trông kỳ lạ thế này? Chị đã đồng ý hôn lễ của chúng ta. Thật sao? Nếu thế thì phải vui mới đúng chứ. Mặt anh giận dữ là sao? Anh kích động thôi. Hai người, anh thợ may thế này. Trả lại sự trong sạch cho ta. Tạm biệt. Con sâu đáng thương không cua được gái. Cũng may tôi dừng lại kịp. Nhưng em không dừng kịp. Tôi cũng không dừng kịp. Chị không sao chứ? Chị đừng chạy mà. Chị không sao chứ? Tại sao không cho tôi chết? Chết như thế chả đáng tí nào. Đúng thế, quá là tên ngốc. Anh thợ may, anh ở trên đó làm gì thế? Tăng chiều cao, cô không thấy tôi cao lên nhiều hả? Tên tiểu tử thối, xem trộm bọn tôi tắm còn trở về làm gì? Tiền bối, đừng đùa nữa. Tại hạ là Lạc Thiên, tôi chỉ muốn tìm người bạn bị mất tích. Không có ác ý gì, mọi người yên tâm. Anh ấy là người tốt, anh ấy mới cứu tôi. Ai dám hại cô? Niên gia Nhật, còn ở mảnh hổ trang nữa. Bố tôi cũng bị họ bắt đi rồi. Tôi đang ở đâu thế? Em đang ở cạnh anh. Lạc Thiên, không phải em đang nằm mơ chứ? Cô ôm nhầm người rồi. Cô ấy ở đây mà. Tôi lại làm sai gì à? Anh Thiên, Lạc Hào đã hy sinh rồi. Nhưng chúng ta đã lấy được bản danh sách đặc vụ Nhật. Mạnh Hổ Trang làm Hán Giang, Lâm Quốc Đống cũng ở trong tay chúng. Sao anh biết? Tuyết Nhi bị ninja truy sát. Cũng may mà gặp anh. Nhưng tại sao cô ấy thấy chúng ta lại khóc vậy? Cô ấy thích em. Thích em à? Cô ấy tưởng em là nam giới. Tuyết Nhi tiểu thư, tôi cứ tưởng cô ấy là nam nhân. Có phải tôi ngốc lắm không? Cô có muốn nghe sự thật không? Bây giờ không muốn. Cô là người con gái thông minh nhất tôi từng gặp. Tôi là nam hay nữ thì có sao? Cô nên lo cho an nguy của bố cô. Cô nói đúng. Bố tôi bị người đàn bà đó bắt rồi. Chúng ta phải đi cứu ông ấy. Đau quá. Đỡ chưa? Không được. Nhẹ thôi. Các vị tiền bối đây đều có tuyệt kỹ. Nếu chúng ta chung sức, nhất định không cần sợ chúng. Không phải tôi không muốn giúp, nhưng bọn tôi ai cũng có quá khứ thương tâm. Bây giờ chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn nên mới thoái ẩn đến đây. Nếu như bọn tôi ra tay giúp, nhất định sẽ không được yên ổn. Phúc Tinh Trấn không còn là đào viên cách ly thế sự nữa. Đúng thế, các người đi đi. Hắc Trạch tiểu thư, trong quân đội có động tĩnh gì? Soái trưởng không xuất hiện nhiều ngày, bên dưới đã nghi ngờ. Tôi sợ không giữ được. Anh tổ chức hôn lễ cho tôi và đại soái.
Hôn lễ à? Thuật di hồn của tôi đã khống chế ngôn từ cử chỉ của ông ta. Nhưng ý chí của người này rất mạnh, không có cách khiến ông ta đầu hàng được. Các người cứ chờ xem tôi ra tay. Nhưng mà vẫn chưa tìm được con gái của ông ta. Lỡ như cô ta đang ở Phúc Tinh Trấn. Bà vị, thật có lỗi vì an toàn của Phúc Tinh Trấn, chúng tôi không thể giúp được, xin hãy thông cảm. Không sao, tôi cảm thấy mọi người rất thương tôi, không nên miễn cưỡng người khác. Tuyết Nhi, trưa nay bố cô sẽ đám cưới với cô ta, chúng ta đi thôi. Ừ. Cấp vị, hẹn ngày tái ngộ. Không được, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi muốn đi chung với cô. Anh mà đi, tức là chúng tôi cũng phải nhúng tay. Anh không thể ích kỷ như thế được. Đúng vậy. Tôi có vô dụng lắm không? Anh có muốn nghe sự thật không? Đừng nói thật quá. Trong lòng tôi, anh là người tốt. Bà vị, không cần đi nữa. Chúng là Hắc Phong Trại Thập Bát Ngân Ma. Là ai thế? Vũ khí giết người đắt tiền nhất. Gần đây có khuyến mãi nhân dịp khai trương 20 năm. Mời họ giết một người sẽ được khuyến mãi giết cả nhà. Giết ba người thì sẽ giết cả thôn. Hôm nay là thứ bảy, chúng sẽ ra tay mạnh hơn nữa. Cẩn thận. Anh Thợ May. Chúng ta cùng nhau xông ra thôi. Anh sẽ chặn chúng lại. Em đưa Tuyết Nhi đi, đem cả bản danh sách theo. Không được, chúng ta cùng đi thôi. Giờ anh lấy tư cách cấp trên ra lệnh cho em đó. Đây là lệnh. Đi. Đi. Đi theo tôi. Lợi hại quá. Đó là ai thế? Hắc Phong Trại Thập Bát Dâm Ma. Không phải, Thập Bát Ngân Ma mới đúng. Đã từng giết hơn 200 người. Thập Bát Ngân Ma, sao đánh thắng chúng được? Đừng quậy nữa. Anh có biết anh xông ra sẽ hại chết bá tánh vô tội ở trấn không? Chúng tôi nghĩ kỹ rồi, giang hồ không có ở xung quanh mà ở trong lòng chúng tôi, cho nên không thoái ẩn được. Chiến! Sao đánh? Chúng xảo quyệt quá, để tôi dùng kim. Tôi ghét nhất người cao hơn tôi.
đào thương bất nhập hả? Dù gì cũng cần phải thở mà. Thập bát ngân ma, đào thương bất nhập, chưa chắc chịu nổi âm ba công của chúng ta. Đánh đàn. Ông Bỉnh, ông... Ăn trái táo này. Cô sẽ giống như bố cô, ngoan ngoãn nghe lời tôi. Giáp Ất Bỉnh, anh đang làm gì đấy? Tìm tôi có việc gì? Sao lại thế? Tôi mới là Giáp Ất Bỉnh, đánh chết ngươi. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thái Thượng Lão Quân, lập bản đi. Ai là thật, ai là giả đây? Tôi cũng không nhận ra nữa. Không cần sợ, tôi phân biệt được. Ai biết hát bài Rừng và Giả Thú là thật. Chúng ta cùng hát nhé. Ở trong rừng, thật thoải mái, tự tại. Bạn yêu quý, bạn đang nghĩ gì thế? Tại sao các người không hát theo? Chúng tôi đâu biết bài hát này. Bài hát nhóm của chúng tôi là Nụ Hôn Biệt Ly. Hắn ta biết tàng hình. Đồ bạch chanh, sao lại bắt chước tôi? Quá đáng, ta đánh chết ngươi. Sao có hai người? Tôi biết ai là thật. Tôi đã hôn người thật, tôi còn nhớ mùi. Miễn phí đó. Tôi cũng miễn phí. Viết chữ. Hắn ta trúng độc chưởng của ta, chỉ cần cười sẽ chết ngay. Anh Hoa Thiên Kiều, sao lại đỡ giùm tôi một chưởng đó? Bởi vì tôi thích cô Mạch Đương Na. Anh không được cười, chưởng này độc lắm, cười là chết ngay. Làm người phải vui vẻ, không vui thì thà chết đi còn hơn. Anh đừng cười. Tôi có câu này muốn nói với cô, đừng nói nhiều nữa. Tôi có mấy trăm cây vàng để lại cho cô. Thế anh nói đi. Đừng nói lớn, người khác nghe thấy. Tôi cất ở... Anh nói nhỏ quá, tôi không nghe gì cả. Vàng để ở... Hoa Thiên Kiều, anh không được chết. Vàng ở đâu? Anh không được chết. Nói xong rồi mới chết. Hoa Thiên Kiều,
Hôm nay là đại hỷ của chúng ta, ông phải vui lên chứ. Cười đi. Lời hôm qua tôi dạy ông nói, ông nói lần nữa cho tôi nghe. Sau khi chúng ta kết hôn, cùng nhau đi tuần trăng mật ở châu Âu. Việc trong quân đội giao hết cho đội trưởng Chu. Anh ta sẽ chỉ huy các người. Ngoan lắm. Hắc Cách tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu thôi. Được. Hôn lễ với Lâm soái trưởng và Nhiếp song tiểu thư xin được phép bắt đầu. Lâm soái trưởng, ông đồng ý cưới Nhiếp song cô nương làm vợ chứ? Cho dù sinh lão bệnh tử, khỏe mạnh ốm đau, cũng đều yêu thương bảo vệ cô ấy chứ. Tôi là con gái của Lâm soái trưởng, cho chúng tôi vào. Tôi đồng ý. Xông vào. Lâm soái trưởng, chẳng phải ông có lời muốn nói với thủ hạ sao? Sau khi chúng tôi kết hôn, sẽ cùng nhau đi trăng mật ở châu Âu. Việc trong quân đội giao cho. Ai dám đến làm loạn hả? Tôi ghét nhất người khác cầm súng chỉ vào tôi. Đứng yên. Đồ đàn bà hư đốn, không được dụ dỗ đàn ông Trung Quốc. Đội trưởng, nãy giờ mà chỉ mới ra một tí thôi hả? Phải từ từ, nhanh quá sẽ đau đó. Đúng thế. Đừng làm mất mặt nữa, tránh ra. Tôi lấy mạng cô. Sao lại hai cây thế này? Chào bác, bố không sao chứ? Bố không sao. Họ là bạn của con, đến cứu chúng ta.
Ông đến kịp lúc lắm. Cái này khó đối phó quá, tôi giao cho ông. Bố, do tôi sai, cô có thể tha cho tôi không? Đừng cắt. Đồ ngu. Lần này không xử được cô, tôi sẽ ăn phân. Anh không sao chứ? Đến lượt cô. Đi. Người đánh nữa xem. Tập treo ngươi lên. Hay quá, cảm ơn. Chàng trai trẻ, xem ra thủ của anh với hắn ta lớn hơn. Thế nên tên khốn này để cho anh. Bố lợi hại quá. Anh Thiên, hắn đã giết Hào đó. Còn muốn đi đâu nữa hả? Bên nào?
Cẩn thận. Cô ta luôn ở đây, chưa đi đâu cả. Mọi người đừng dùng mắt tìm, hãy dùng con tim. Sao anh liều mạng thế? Trước mặt con gái thì tỏ ra chút chứ. Các người cùng nhau ép cô ta ra đi. Giờ thì xử được cô chưa? Chết chắc rồi. Thợ may Tuyết Nhi, anh thợ may, anh không sao chứ? Tuyết Nhi tiểu thư, tôi có một câu muốn nói với cô. Anh nói đi. Tôi cao 1m6 đó, tôi tin anh. Còn nữa, tôi rất thích cô, tôi cũng thích anh. Còn nữa, câu cuối cùng, thật ra tôi bắt được phi tiêu rồi. Anh đáng ghét quá. Chúng tôi phải đi rồi. Cô Tuyết Nhi, hy vọng bố cô sẽ gia nhập với chúng tôi. Bố tôi bảo chúng ta sẽ